lại là Ganap Vlog đây. Mình vẫn nước mía miễn phí không đồng trong vòng 1 tháng nhá, kể từ ngày thông báo nhá. Các bạn thấy hay thì nhấn like và đăng ký và ủng hộ cho Ganap có thêm động lực để ra nhiều video nhá. Đúng là con trai của ta. Anh chị cho em hỏi nước mía của em cảm giác ngọt không ạ? Anh chị đi đâu về đâu đây? Đi từ đâu ạ? Nước của anh rất là bất ngờ. Hôm nay là thực sự mình rất là bất ngờ. Anh lại bắt nước cứu viện ở bên đường. Uống xong không có nước, cũng là có nước không đồng. Nhân dân từ trong nhân dân ra. Bà con đi đường. Biết tình cảm, cũng rất là cảm ơn chị và cháu. Ngon, thơm. Uống tạm mới hết 5 cốc rồi. Đấy, tạm thời một lúc nào đấy lại có thể làm tiếp một 5 cốc nữa. Đi qua Giang Nam rồi. Tháng nữa lại về hè lại qua đây lại. Hôm nữa lại cho cháu về nghỉ à. Mình biết đó, chỗ này là quán nước mía từ thiện, chắc chắn sẽ tiếp tục nghỉ qua. Và lúc đấy là hy vọng lại được một lần nữa từ thiện tiếp tục. Nát là gọi là em quan trọng nát. Nhưng xưa từ nay rồi. Hello, mình lại là Giang Nát Vlog đây. Hôm nay cả nhà mình đang nhặt rau nhá. Ai muốn làm con gì Giang Nát Vlog thì hãy vào đây follow với Giang Nát nha. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thôi thôi mày đừng có vóc phét nữa đi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi ơi, bố ơi, con vừa tải nó khế rồi, bố ơi. Thấy được rồi. Ảo thật đấy, ảo vãi trưởng, ảo thật đấy. Ảo thật đấy, ảo vãi trưởng, ảo thật đấy. Ảo thật đấy, ảo vãi trưởng, ảo thật đấy.
Cảm ơn các em đã xem hết video của Giang Nát Vlog nha. Giang Nát xin kết thúc tại đây nha. Hẹn video gần nhất nha. Bye bye, xin chào, tạm biệt các bạn.